Xin chào quý bác tài, các anh chị em đang theo dõi kênh của Mẫn Xe Tải. Hôm nay á, em xin giới thiệu đến quý vị một cái con xe rất là nổi tiếng và rất là được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam. Đó chính là con Jack X150 thùng cánh dơi. Cái con xe này á, nó có hai cái đặc điểm rất là nổi bật. Quý vị hãy theo em để tìm hiểu cái con xe này như thế nào nha. Đầu tiên á, cái phần đầu của con xe này á được thiết kế hình tròn, rất là giống với cái con xe taxi á, rất là đẹp. Ở đây á là có logo Jack mã chrome vàng, rất là đẹp nha. Ở đây là X150 là dùng để phân biệt cái trọng tải của chiếc xe là 1.5 tấn. Và ở đây em nói luôn là nó sẽ có 3 loại, là X125 và X99. Hai cái con số này là dùng để chỉ hai chiếc là 990kg và 1250kg. Và đây là X150. Rồi, kế tiếp là phần đèn. Đây là đèn tích hợp halogen, đây là đèn pha và code, và đây là đèn xi nhan. Phía dưới là đèn sương mù, dùng để đi ban đêm á các vị, mình đi rất là an toàn nha. Rồi, con xe này á có động cơ là động cơ dầu 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng tăng áp, và động cơ là công nghệ Nhật Bản Isuzu, và theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4, rất là tiết kiệm nguyên liệu và thân thiện với môi trường. Ở đây em nói luôn, 100 km á của chiếc xe này á là mình chỉ tốn 6 lít dầu thôi, rất là tiết kiệm nha. Mình có thể tiết kiệm được khoảng chi phí rất là nhiều nha. Sau đây là sẽ đến đấy, phần lớp xe. Cái lớp của xe này á là được làm từ cao su Vina, và là nó là 6 13 nha. Con xe này có 6 lớp đồng nhất và đều là 6.13 hết. Phần bánh xe sau á là phần bánh đôi, các vị nhìn nè, bánh đôi này nó giúp cho mình bám đường nè, xe ổn định, mình tải được nhiều hơn nữa, rất là tốt nha, rất là an toàn luôn. Rồi mình qua bên đây, con xe này á mình chuyên về tải nha, nên cái phần hệ thống treo của nó sẽ được xài bằng nhíp, nhíp trên và nhíp dưới luôn nha. Phần trên của mình xài bằng nhíp đó, rất là khác với những con xe tải khác nha. Và phần dưới nữa, phần dưới mình cũng là nhíp luôn đó, như các vị đã thấy đó, xe này là chuyên tải, tải rất là ổn định. Ở đây phần chassis, chassis này là dập nguội, chịu lực rất là tốt. Đây chính là thùng dầu của chiếc xe này. Thùng dầu này á, là mình được cấu tạo từ nhựa cao cấp, chống nhiệt, chống cháy nổ nha. Bên trong mình là hợp kim, kim loại để bảo vệ rất là tốt nha, rất là an toàn. Đây phần bên dưới mình có một cái hộp dụng cụ đồ nghề đi kèm nha. Cái phần đồ nghề này á là mình có thể sửa xe ở mọi nơi luôn, rất là tiện lợi. Và cái chiếc xe này mình còn đi kèm với một cái bánh xe cua nữa nha. Bánh xe cua này là 6.13 luôn, rất là tiện, mình đi mình thay giữa đường cũng được nữa. Rồi cái phần đặc biệt của cái chiếc xe này á là cái phần thùng của nó. Như các anh chị thấy cái phần thùng này rất là đặc biệt đúng không? Phần thùng này được gọi là phần thùng thùng kính cánh dơi. Đây nó có cánh nè. Cái xe này mình được làm ra để mình bán cái hàng lưu động á. Mấy anh chị nào bán hàng lưu động á là mình xài cái thùng xe này nè, rất là tiện luôn. Mình bán ở đâu cũng được hết á, mình dọn đồ ra rồi mình bán thôi, rất là tiện lợi nha. Ở đây em mở ra cho mấy anh coi nè. Không, ở đây mình có một cái mắt xích nè, mình nói nó lại đó, mình giữ nó nằm ở đây luôn, bên đây luôn.
rất là chắc chắn nha. Em nói cái cấu tạo của nó nha, cái bên ngoài của nó là được làm bằng inox 304, phần bên trong đây nè, lớp thứ hai của nó, lớp đây là phần tôn kẽm, ở giữa của nó là có một cái lớp mút mình dùng để cách nhiệt đó nha, rất là tốt, rất là dày luôn, nhìn rất là sang nha. Phần sàn của nó là mình dùng inox luôn, anh chị thấy không, nó sáng bóng luôn đó nha. Đó, xem hết cái trong thùng á, mình có một cái đèn nữa nha, cái đèn trần đó. À đây, bên đây mình có một cái ti nè, cái ti này dùng để chống cái cánh của nó nè. Cái ti này anh chị thấy nó nhỏ vậy chứ nhưng mà nó chống rất là nhiều nha, nó trợ lực, nó đẩy lên. Đây là điểm mạnh của cái con xe này á, là một cái thùng cánh dơi. Rồi cái điểm mạnh thứ hai á là ở trong cabin. Cái phần đặc biệt thứ hai của chiếc xe này là phần kính chỉnh điện và phần kính chiếu hậu. Các anh chị coi nè, rất là hiện đại nha. Em rất là thích cái phần này. Đây chính là kính chiếu hậu. Mình chỉnh lên xuống nè, qua lại nè. Mình không có cần chỉnh cơ, chỉnh tay như mấy cái chiếc xe khác. Chiếc xe này rất là hiện đại luôn, nội thất rất là tốt. Đó, bây giờ mình vô bên trong nha. Đây, vô lăng của nó là vô lăng 4 chấu, logo sắt rất là đẹp, nội thất rất là sang trọng. Anh chị thấy á, rất là đẹp luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta tới phần kính túp lô nha. Túp lô của nó này, đây chính là phần trung tâm điều khiển, radio nè, có cổng USB luôn. Rồi mình có máy lạnh nè, máy lạnh hai chiều, có quạt gió, mình có chỉnh ghế. Rồi đây chính là cửa máy điều hòa. Rồi phần bên tay phải của mình là còn có một cái hộc đựng đồ nữa nha, rộng rãi, đẹp đẽ, sang trọng nữa. Phần trên đây mình có một cái đèn trần rất là đẹp nha. Đó, vào buổi tối mình đi trời nó mát rồi, mình mở cái cửa này nè, cái cửa này là cửa thông gió ngoài. Đó, rất là tiện lợi luôn. Ở đây xe này mình có 5 số tiến, 1 số lùi nha. Dễ dàng, nhẹ nhàng. Bên tay phải này của em á là có một cái đồ để tay nè. Cái này mình hạ xuống nó thành một cái đồ để ly, rất là dễ sử dụng nha. Cái đồ để ly này rất là sâu, mình bỏ ly vô mình để rất là tốt. Bên đây mình có cái gạt tàn thuốc nè. Gạt tàn thuốc này á, mình lấy lên đây, bách tài hút thuốc á thì để đây nha. Đây mình cũng có đồ châm thuốc luôn, đây đồ châm thuốc nè, rất là tiện luôn. Phần tới là cái smart key của nó nè, cái này gọi là cái chìa khóa thông minh á, mình điều khiển từ xa được nè. Đó, nhìn rất là ngầu nha. Rồi bây giờ á là phần về giá của cái con xe này nha. Em nói sơ qua là cái con xe này là 335 triệu, mình chưa có giấy tờ, bên em có hỗ trợ, mình trả góp 80%, mình trả trước 20% là mình nhận được cái con xe này về, mình chạy mình lấy tiền rồi mình trả sau cũng được. Mình trả khoảng chừng 80 triệu để mình là mang con xe này về. Cái thủ tục mà mình trả góp mình vay cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận kết hôn hoặc là giấy độc thân, trong vòng một tuần là mình có thể giao xe rồi, rất là nhanh gọn luôn. Còn về phần khuyến mãi nè, phần này rất là hấp dẫn,
một ghế da nè, rất là xịn luôn, rất là đẹp luôn. Rồi mình còn tặng một cái mui lướt gió nữa, nằm ở trên đó, lúc mình lắp xe đó là sẽ có nha. Bây giờ thì chưa. Cái mui lướt gió rất là tốt. Rồi mình tặng thêm một cái ốp vô lăng nữa nha, rất là xịn luôn. Mình còn được bảo hành 5 năm luôn. Trong cái thời gian bảo hành đó, mình hư rồi mình cứ lên mình sửa rất là nhanh gọn, mình không có cần sợ phải tốn tiền. Rồi các anh chị nào thấy chiếc xe này nó tốt á, nó đẹp á, anh chị muốn mua nó hoặc là liên hệ em, cái số màn hình, số trên màn hình, em sẽ tư vấn cho anh chị. Mình sẽ có một cái lựa chọn rất là hay, rất là tốt, lựa chọn rất là đúng đắn để mình mua cái chiếc xe này. Mình xin chào anh chị.